Nghe rồi anh em, hôm nay thứ sáu em về chép. Chép vừa vừa, mấy bữa về chép lên chậm ăn quá. Mấy hôm nay hồ em buổi sáng hơi chậm nhé, bắt đầu trưa trưa mới ăn. Giờ bồi thêm chép nhỏ nhỏ này cho nó ăn mạnh vào buổi sáng nữa coi. Cả buổi chiều tối thì ăn mà buổi trưa thì chậm quá. Đây đồ đấy cho sạch không, đồ có góc có dơ quá thì dơ. Về chép ký rồi 2 ký rồi lại. Về mấy 5 ký cho anh em câu cho nó cảm giác thêm, vừa giờ có bự đứt trục theo quá. Con chép đỏ nhỏ quá vậy em bắt bỏ bên kia, nếu mà con nào nhỏ quá bỏ bên kia. Chép đỏ, hai ba con chép đỏ giống. Giống ai? Cả cái ký rười, cái này ký rười ký bảy chứ mấy, 2 ký rồi dứt. Vừa giờ về lớn, bữa trước mẹ lớn nó ăn chậm, ký mấy 2 ký này ăn cho mình mạnh tí. 2 sọt thôi nha, để em về là được 5-6 sọt gì đó, về trăm mấy gần 200. Tiền em hồ game chủ nhật này hồ sẽ đánh xôi bờ anh em ạ, 2 tiếng 200, 2 tiếng 201, hồ lấy phí hồ là 1 tiếng 10.000, còn như chia xôi cho anh em chơi hết ở bên hồ game. Về tiền lấy chim này nhắc mấy anh em còn thiếu tiền gọi điện hóng bút máy nha. Đợt này thiếu quá thiếu rồi, tiền cá về toàn hụt không anh em ơi. Anh em thiếu quá thiếu rồi, không ai đưa đồng nào hết luôn. Gọi điện không bốc máy, gọi hoài không được, chắc phải đưa tên người quá. Thiếu mà điện thoại không bốc máy, nào là mượn tiền đi câu để cho thiếu rồi còn mượn tiền nữa rồi không trả, giờ điện thoại không bốc máy nữa. Nhiều anh quá trời. Tự nhiên cái khách quen cái mất hết luôn, khách quen thiếu cái đi hết luôn. Chắc đợt này em không thiếu nữa, thiếu 1 ca chứ không có cho ai thiếu dồn nữa. Không sọt sọt hai thùng hả? Còn nữa không? Hình như còn sọt nữa phải không? Hết rồi. Rồi, 5 sọt. Chắc phải thuê quá anh ơi, anh em thân quá thì thân cho mượn tiền. Thư xe, sửa xe rồi mượn. Câu thiếu rồi không trả luôn. Giờ điện thoại không được, toàn giờ khách lạ không khách quen mấy anh mà thiếu tiền tốn luôn. Gọi điện không bút máy luôn, chặn số từ lưa hết. Buồn ghê luôn, chắc đợt này dán thông báo. Nghỉ câu thiếu quá, thiếu rồi mượn tiền chắc không cho mượn cũng cho thiếu nữa quá.